bây giờ chúng ta sẽ sang thiết kế, đó là thân sau. Nào, thân sau về đầu tiên chúng ta sẽ copy từ đây xuống để xác định một gì, đường hạ đũng sau, đúng không ạ? Đối với quần Âu thì ta lấy khoảng một phân thôi vì cái da đũng của nó không nhiều, nhưng quần nữ này nó phải sát da đũng tương đối là gì, rộng, da đũng nhiều nhưng mà lại sát, mặc đùi sát. Thế vậy chúng ta có thể gì, lấy xuống khoảng trừ 1.2, 1.25 đi, tôi giả định thôi, tôi chưa biết là tí thiếu thừa ta phải đẩy lên để xuống, xong chưa? Vẫn như quần Âu Lam mà chúng ta lấy từ đường này ra đúng bằng 1/10 vòng mông. Mông chúng ta bao nhiêu? Mông chúng ta 89, chia 10 bằng 8.9, gọi là 10 phân đi. 10 phân ta cộng 1 đi, ta cộng được 0.5 đến 1. Nào, 0.5 đến 1 thì chúng ta có thể gì, cộng 0.5 thôi, để tránh trường hợp là nó bị quần này nó bay giãn mà. Thì chúng ta cộng 0.5, vậy là ta có 9.4, vậy 9.5 đi, 9.5 mà giảm đi mất bao nhiêu rồi, 3 phân. Nào, 3/2, 9.5 trừ 3.2, vậy bằng 6.3 nữa. Vậy chúng ta chỉ cần modify, mobility line ra đây, trừ 6.3, để bạn nhớ nhé, 9.5 tính từ đây này. Đấy, từ cái đường ra cửa quần đúng trước kéo xuống ấy. Xong, tiếp tục, bây giờ ta gì, xác định dàng thân sau thì ta giống như quần Âu Lam là ta copy ra đây bao nhiêu nhỉ, bằng rộng gối rộng gấu thân trước thì chia 4 trừ 1, rộng gối rộng gấu thân sau thì chia 4 cộng 1, vậy chênh nhau 2 phân, nhưng độ dư của vòng gối vòng gấu thân trước ta chưa cộng tí nào, vậy ta rộng cộng hết cái độ dư 7 ni vòng gối vòng gấu cho thân sau. Thế 7 ni chia cho được hai đoạn, hai bên, vậy mỗi bên là trừ 0.35, thế vậy là bằng trừ 2.35, giống như quần Âu ấy, xong chưa? Bên đây chúng ta cũng thế, 2.35, đúng không? Đấy là hai phân là độ rộng do độ chênh lệch giữa gì, thân trước thân sau, một cái trừ một và cái cộng một, còn 0.35 ni đấy là độ dư ta dồn hết cho thân sau. Ok, vậy chúng ta xong rồi, ta dùng modify move smooth để tôi gì, chọn chế độ này đi, chọn chế độ bỏ value đi, để tôi gì, đây kéo này tôi giữ cái đoạn không gấu này, gấu này không thay đổi nhá. Ok, xong tôi gì, chọn geom này để tôi bắt điểm cho, bắt chính xác đấy. Ok, xong đấy, bắt xong rồi tôi phải chỉnh chứ không thể này được. Ta vào move smooth này, tôi lại chọn chế độ này cho nó gần đây tí để tôi gì, tôi điều khiển cho dễ. Ta bỏ geom đi, geom đấy, smooth smooth này, ok xong. Bây giờ chúng ta lại vẽ gì, vòng đùi, vòng đùi giống như quần Âu Lam thôi, cho nên ta gì, smooth đi một tí này, modify smooth phóng to lên, ta kiểm tra đoạn này, giữ là vòng mông lại, xong smooth smooth. Đấy, ít điểm quá, ta thêm điểm vào. Crits. Xong gì? S-point đây. Ok. Modify smooth. Và ta cắt đi. Tiếp tục này, bây giờ ta xem vòng đùi đo tại đúng hay đâu, vòng đùi đo dưới đúng 2
cm. Ai. Thế thì là 55. Thế ta cộng dư 1 là 56. Thế vậy các bạn là gì? Ctrl F4 cóp xuống 2 phân của thân trước trừ 2. Và từ thân giữa đúng thân sau xuống trừ 2 thì đấy mới là đúng rộng đúng của thân gì? Thân trước và thân sau cộng vào nhau đấy. Thế ta cắt đi đấy, Ctrl F8. Cắt đi. Ok. Cắt đi. Cắt đi. Đó, thế ta đo xem đúng trước dưới đùi dưới đúng 2 phân này của đúng trước bằng bao nhiêu. Ta dùng verify line 23,49. Nào. Thế đây ta có gì, vòng đùi bằng 55, ta cộng dư 1 phân. 1 phân là 56. Thế vậy tôi gì? 56 trừ 23,49 bằng còn 32,5 nữa. À, chỗ đại đoạn này phải còn 32. Tôi dùng gì? Mu PTLine kéo dài ra đủ bao nhiêu? 32. 32 phải mấy? Phải 5. Đấy, nó đến đâu thì đến. Chưa? Nếu nó không cân đối thì chúng ta có thể đẩy nuôi ra đây tí để cho nó cân đối, không nó ra đây quá hoặc nó nuôi ở đây quá không được, đúng không? Tiếp tục gì? Tôi vẽ nào. Bây giờ đến gì? Digitize. Tôi vẽ lại. Ok. Vẽ qua đây. Đấy, mông của quần này rất là ngà nhá, kệ nó. Ta cứ cho mông gì trước đã. Ok, ngà quá, không được thì ta cái gì? Modify smooth, ta ưu tiên cái dọc này. Nó phải qua chỗ này. Chỗ điểm này là phải qua rồi. Move smooth. Nằm trơn rồi, chúng ta gì? Kéo này xuống. Đó, ưu tiên cái dòng trước này. Ok, xong. Tiếp tục, ta kéo dài đường này ra. Ta vào two prime, ta có lệnh gì? Tangent online đấy. Kéo dài đường chu vi ra. Đấy, nó cắt đây. Ctrl F8. Xong. Bây giờ ta đã đến gì? Mông. Nào, ta xóa cái gì nào? Ta xóa hết được cái gì rồi. Đỡ rửa mắt. Bây giờ rộng mông. Mông bằng bao nhiêu nào? Các bạn thấy này. Mông bằng 80,89 cộng 1,5 bằng 90,5. Đúng không? 90,5 mà chia cho 4. À, chia cho 2. Tại vì 4 thân mà. 4 thân mới làm bằng 90,5 mà chia cho 2. Thế vậy là bằng 90,5 chia cho 2 bằng 45,25. Nào, 45,25. Bây giờ ta kiểm tra xem đúng trước rộng mông trước bằng bao nhiêu. Nào. Ta là gì? Ta đo này. Verify line length 21,6. Nhưng các bạn lưu ý là chúng ta sẽ lấy chúc xuống một chút này. Xuống đây một chút này. Line length. Tôi lấy xuống đây khoảng phân nữa. Đây vì nó lấy chút này xuống nhiều rồi, ta cóp xuống này. Chỉ một đi. Đấy. Xong rồi tôi lối lại này. Từ đây. Đấy, chỉ đoạn một phân đấy, nối vách lên này. Đấy, nó không còn song song đâu nhá. Căn cho F1. Xong. Đó. Đây là ta đo lại nào. Verify line length. Đấy. Bình thường nếu như quần Âu bình thường ấy là ta đo từ đây hạ moi cho bao nhiêu, vì vào mông ngang moi ấy thì ta phải đúng cái chỗ đầy điểm đấy, nhưng vì đây đúng là rất là ngắn nên ta không thể lấy bằng độ giảm vừa rồi đi được. Không chưa? 21,78. Thế bây giờ gì? Ta có bao nhiêu? 45,25 trừ 21,78 bằng, vậy là ta còn 23,47 nữa. 23,47. Ta lại copy lên giống như quần nam. Lấy từ này lên khoảng 2,5. Các bạn biết rồi đúng không? Giải thích rồi đúng không? Tiếp tục. Tôi lấy từ đây xuống đây 12 thì
Thì tôi đây cũng đây 12 thôi. Chris to Frank 12. Để tôi đâm ông. Và vậy tôi tính bằng bao nhiêu đây? 23,5. Ok. 23,5. Nối như đây. 23,5. Ok, 23,5. Đây, 23,56. Ok. Vậy ta có đường rộng nhất của kiểm tra thông số nào. Đây, xóa hết đi. Hai thằng này cộng với nhau xem có bằng 40,5 không? Ta vào grid. Dưới control la len. 40, 45,25 đây 45,35. Ok, dư một đi không sao cả. Ok. Còn bạn nào muốn chuẩn đối tuyệt đối thì ta dùng mô trong này nuôi vào một đi. Không sao đâu. Chứ 0,1. Vậy xong. Chính là bằng 45,25 nhân đôi lên bằng 90,5 đấy, chính là xong vòng mông. Giờ đến gì? Rộng bụng. Rộng bụng thì ta cũng tính như bình thường, chính là vòng bụng thân sau sẽ bằng rộng bụng thân sau sẽ bằng vòng bụng chia cho 4 cộng với bán thân. À, vì thân trước thì trừ thì thân sau bán. Thế thôi. Chưa? Vòng bụng ta chia đều rồi. 82 nào, ta bằng bao nhiêu? Bụng lúc ta còn nhớ này không? Bụng chúng ta gì? Trên là 75, ta cộng mấy 7 phân là bằng 82 đấy. Ở chân cạp đấy, 82 nào. 82 chia 4 cộng 1 bán thân, vậy là bằng 21,5. Tôi đã cóp lên khoảng 3 phân. Đấy, cứ đấy tạm thôi. Vậy lên to thì đây bằng 21,5. 21,5 đâu. Ok xong. Đấy, 21,5 ô này. Vậy ta xong. Bây giờ ta gì? Nối từ đây, nối vào đây, kéo dài xuống, modify UPT line, kéo dài xuống giống như quần nam thôi, tất cả giống nhau hết. Ctrl F8 và ta lại gì? Create spline, lấy từ đây xuống nối này qua 1,5, lại từ đây vào 1,5 giống như quần nam. Đấy. Rồi ta chia đôi đoạn này ra. Chia đôi đoạn này bao nhiêu? 12,68 chia 2 bằng 6,34. Ok. Nối xuống đây. Rồi, chia đôi đoạn này ra. Xong ta vẽ gì? Vẽ gì? Đường ngã đúng. Grid Digistyle. Ta vẽ từ đây. Phải chuột chọn 2 prime. Không, chọn line đi. Để bắt đúng này đây đã. Line đã. Xong bây giờ mới chọn gì? True Prime Cover. Đấy, qua phần 2 này. Đấy, chúng ta cứ tự nhận sâu vào. Quần nữ thì cho sâu một tí. Nó vét sâu một tí vì là nó bài bài giãn mà. Chúng ta lông này là chúng ta sẽ thừa ngay. Đấy. Vét sâu một tí, ok. Phải chuột chọn line. Kéo lên. Xong. Đó, xong ta mới xóa này đi. Xóa hết đi. Ok. Xong, modify smooth, ta thêm điểm vào. Prime, add spline nhé. Xóa này đã. Xong. Xong, modify smooth. Khống chế đường rộng bông, không thay đổi rộng bông nhé. Ok. Xong. Tiếp tục, bây giờ ta đo thôi. Xem đúng thân sau bằng bao nhiêu nào. Đúng sau đây, đúng sau gồm cả cạp đã 36,5 mà trừ đi 4,5 ở đây thì ta còn 32. Vậy 32 ta dùng lệnh modify split tách ở đây 32. Ồ, đến tận đây rồi mà đúng không? Xóa đi. Vậy là ta vào verify line này 32 đủ rồi. Ta nối gì? Create to prime. Nối từ đây qua đây. Vậy là ta có gì rồi? Thân trước, thân sau của quần jean nữ.